Ta tưởng cậu. Chào bạn đã quay trở lại với chuyên mục Reaction. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction video MV của một ca sĩ mà 3 năm nữa thì cô ấy sẽ debut. Chúng mình bây giờ sẽ xem bài Xuân Ngọt Ngào của Linka, Long Hoàng và... Và Tuấn khóc. Tuấn cry. Thế anh 28 hả mày? Ơ! À, thế anh 28 Entertainment này. Ôi Linka nè, vẫn xinh quá. Wow, tình cảm thật đấy. Xinh, mà em này xinh thật. Ủa Linh càng ngày càng xinh à? Long Hoàng thì nhìn nhiều rồi, bây giờ quen rồi, không phải là. Ui. Hay quá. Really? Cảnh ấy quá. Có hơi quá không vậy? Em thì hơi quá so với dưới tuổi. Linh ca thì luôn luôn hơi quá tuổi. Ôi, dừng lại, không thể bỏ tỏ. Ôi. Đây người ta gọi là quái vật ba đầu. Ở Hàn Quốc người ta có cái khái niệm là ba gel. Đại khái gì cái tiếng Việt là mặt học sinh ngược phụ huynh. Ôi. 0047 nha, kiểu quá. Nguyên quả loa thùng Sony này. Máy ảnh to quá. À. Ý mình cũng là như vậy đấy. Tiếp tục này. Ôi, mỗi lần nhìn lại là thấy khổ thật sự khiếp. Giật cả mình ấy. Khi xuân đang về. Hoa đào. Hoa đào ngon. Ôi, tiếng sầm sao phải nó ngồi xa dữ vậy. Nhưng mà nó không có thấy xuân lắm. Hay mà. Ủa rap. Ê. À không, đây không phải rap. Không, bài này hay bài trước này. Bài này hay hơn. Này có nè. Còn nãy giờ không? Nó là xuân mùa xuân này, hay là mùa xuân này à, xuân của tình cảm đúng không? Ui, gato ấy. Cái gì mình cũng có thể hạnh phúc được như bạn ấy. Cũng được. Được mà. Xuống cry. Xuống cry đây à? Một cái gì mà tại sao mới đang học cấp 3 mà lại đã bế cháu trên nồi là cái gì vậy? Ừ em thấy kiểu mấy... Ờ cổ vũ cho tảo hôn hả? Có mấy cảnh trong MV này kiểu hơi quá so với lứa tuổi của mẹ em ấy. Cô gái của anh bé nhỏ sẽ là vợ của anh là chồng. Mình cùng ngắm pháo hoa trong đêm. Rap để Osat hát chắc hợp hơn nhỉ? Kiểu thả thính. À, xin lỗi. Ta tưởng cậu. Ê, cái ghế giống cái hồi quay không công một á. Cái này giống cái phòng mình á. Thực ra không biết máy nào chứ. Thực ra mấy bài hát xuân đó thì chả thích bài nào. Linh ca vẫn có cái nét gì cái ở gương mặt nhìn nó vẫn nít á. Vẫn còn quá loli đúng không, trẻ con. Vẫn thắc mắc là làm nào để có cái cằm nhọn. Wow. Mặc váy khoét khoe ngực. Vâng, cảnh cụng ly này sẽ có mặt trong MV gần nhất của Hà Lê. Các bạn hãy đón xem. Thôi bây giờ mình sẽ nói với các bạn luôn là thực ra cái bài trước mà chúng mình đã quay ấy là bài Lời Chúc Đêm Giao Thừa của Nhật Lê. Nhật Lê là chị bạn gái của Quang Hải. Quang cầu thủ Quang Hải. Thì bởi vì đã xem cái đấy trước rồi nên là mình thấy cái sản phẩm Xuân Ngọt Ngào này tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều. Em thấy hay hơn rất nhiều. Giọng cũng hay, quay MV cũng đẹp. Nói chung là mình thấy nó chỉn chu. Cái này nó thật sự là một sản phẩm chỉn chu và có thể xem nổi. Có thể nói rằng là trong MV này thì mình thấy hai điểm nhấn vô cùng rõ ràng. Đó là cái máy ảnh của Long Hoàng. Đó là cái máy ảnh của Long Hoàng. Và thứ bên cạnh máy ảnh của Long Hoàng. Và bên cạnh máy ảnh của Long Hoàng.
Yeah. Nó khác hẳn hoàn toàn cái concept hồi trước của Linh Ca luôn á. Giọng hát thì cũng có cố gắng luyện tập hơn, nghe tốt hơn, rõ hơn rất là nhiều so với hồi xưa. Bài hát này thì có thể là do bọn mình mải nói chuyện quá nên bọn mình không... Không, mình nghe rất là chăm chú. Mình nghe chăm chú lắm. Nhưng mà thực sự thì mình không nghe thấy rõ lời bài hát này. Mình không thích bài này. Cái cảm nhận cá nhân của em thì em cũng chưa thể cảm được cái bài này. Nói chung nhạc và lời em mới chỉ cảm được em mới chỉ cảm được cái máy ảnh Long Hoàng và cái bên cạnh nó thôi chứ em chưa. Nói chung Linh Ca thì vẫn xinh. Nhưng thực ra thì nhưng mình cũng không cảm được vẻ đẹp của Long Hoàng. Có một cái là Linh Ca thì trước giờ vẫn xinh rồi. Các bạn đã theo dõi mình xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.